Thật là vui mừng khi được gặp lại thưa bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới thưa bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, đón xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phúc tài phú quý con đàn cháu đông, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đón xuân mới 2024, được cát tinh hội tụ, thần tài chiếu cố nồng hậu, giàu có bất ngờ, tiền tỷ cầm tay, phất lên như diều gặp gió, xóa sạch nợ nần, đổi vận cực giàu. Thưa quý vị, trong cuộc đời của Canh Tuất, nhất định phải trải qua một lần đối mặt với sinh tử mới có thể minh bạch, sinh mệnh quan trọng tới nhường nào. Canh Tuất nếu đã trải lâm trọng bệnh mới hiểu cuộc sống thật tuyệt vời biết bao, thế sự vô thường, đời người là hữu hạn, sinh mệnh mong manh ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh. Trong những năm gần đây, trên thế giới thường xuyên xảy ra những thảm họa động đất, sóng thần, dịch bệnh, cúm, lũ lụt, hạn hán lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi, khiến vô số người phải âm dương cách biệt với người thân bạn bè. Mỗi khi nhìn thấy một hình ảnh khiến người ta trào dâng lên sự buồn thương, mỗi khi nghe tiếng khóc thảm thiết của người chịu cảnh mất đi người thân, nhiều người trong chúng ta ắt hẳn sẽ không kìm được sự chua xót mà thốt lên sinh mệnh quả thực mong manh làm sao. Vậy thì, khi sinh mệnh không còn, tiền bạc vật chất hay địa vị danh vọng đâu còn quan trọng nữa, đối với Canh Tuất Minh Đường Tử Vi tin chắc rằng, ở cái tuổi 60 này đâu còn gì chưa từng trải nữa, thế sự vô thường, đời người là hữu hạn, sinh mệnh mong manh ngắn ngủi không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên, hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh, những việc cần làm hãy gắng hoàn tất, những người nhung nhớ hãy sớm gặp mặt đừng lưu lại tiếc nuối suốt một đời. Hy vọng Canh Tuất Ất có thể sớm lĩnh ngộ những điều trân quý trong sinh mệnh, nhân tâm hướng thiện, tôn kính tam bảo, ắt sẽ được sự bảo hộ của thần Phật. Và trong suốt phần đời còn lại, hãy sống khỏe mạnh, nuôi dưỡng một trái tim chân thành, thiện lương, nhẫn nại, sống một cuộc đời ý nghĩa để trọn kiếp bình an. Hy vọng với phần dự đoán năm 2024 của quý cô bác tuổi Canh Tuất dưới đây, Minh Đường Tử Vi tin chắc rằng bài luận giải sẽ có ích đối với Canh Tuất ở chặng đường phía trước này. Nếu thấy hay mong quý cô bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ ban biên tập chúng tôi nhé. Cảm ơn thiện tâm của quý cô bác. 1. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh cuộc đời người tuổi Canh Tuất 1970. Người sinh năm 1970 là năm Canh Tuất, sinh năm 1970 thuộc mệnh Kim, thoa xuyến Kim, xuyến bằng vàng, cung chấn Mộc, thuộc Đông Tứ mệnh, Phật ban Phúc Quan Mở, Phật ban Chí Phổ Hiền Bồ Tát, Phật hộ mệnh Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ A Di Đà Như Lai. Canh Tuất thường rất tài hoa, cẩn thận và biết tính toán, tuy nhiên, một số người tuổi Canh Tuất khá bảo thủ, không thích người khác can thiệp vào công việc của mình, họ luôn mong muốn có được thế giới riêng, không phải bận tâm đến mọi việc xung quanh. Với người Canh Tuất, sự bình luận, đánh giá của người khác không hề quan trọng, mà điều quan trọng là tự mình có cảm thấy thỏa mãn, hài lòng hay không. Chính vì tính cách này mà họ thường thấy không thuận lợi và thoải mái khi giao tiếp với mọi người. Nguyên tắc sống của họ là luôn kiên trì theo quan điểm của mình, cho dù thất bại họ cũng không muốn thay đổi. Vì vậy, đôi khi họ để những cơ hội tốt tuột khỏi tầm tay. Tuy cố chấp như vậy, nhưng họ cũng là những người chính nghĩa và sẽ không bao giờ làm những việc chỉ có lợi cho mình mà lại gây tổn hại cho người khác. Người tuổi Canh Tuất khá cẩn trọng và cũng hơi bảo thủ trong chuyện tình cảm, tuy không phải là người lãng mạn và cũng không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng họ luôn trung thực và tôn trọng lời hứa của mình. Họ coi trọng gia đình và sẽ cố gắng để tìm được người bạn đời đáng tin cậy, xứng đáng làm chỗ dựa cho họ trong suốt cuộc đời. Họ cũng sẽ cố gắng làm việc hết mình để chăm lo tốt nhất cho gia đình. Màu hợp với tuổi Canh Tuất là vàng, trắng, màu khắc với tuổi Canh Tuất là đỏ. Tuổi Canh Tuất bản chất đã có khí chất tôn quý,
sang trọng nên những người tuổi này tính cách thường thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Tiếp xúc với họ dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng, dù trong cảnh nghèo khó vẫn rất đáng tôn trọng. Đó là những gì mà tuổi Canh Tuất đặc biệt nổi trội giữa người khác. Vì họ ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy, hành động của tuổi Canh Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Canh Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành sự thô bỉ đối với họ chắc chắn họ không làm, mà những người có tác phong này họ cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà tuổi Canh Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải chân lý. Trong công việc và cuộc sống họ có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng, vì thế nên tuổi Canh Tuất giàu chí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh. Chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn tiêu dao. Tuổi Canh Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Con số hợp với tuổi Cách là 2, 5, 6, 7, 8. Con số khác với tuổi Canh Tuất là 9. Xem tử vi tuổi Canh Tuất năm 2024, nam mạng, theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng. Sao La Hầu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm, nếu muốn tiến hành việc quan trọng thì nên tránh hai tháng này. Theo niên hạn, hạn tam kheo chủ yếu gây thương tật ở tay, chân, vì thế năm gặp hạn này thì nên đi đứng cẩn thận, hạn chế bị té ngã hoặc tai nạn bất ngờ. Ngoài ra cần đề phòng chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Tiểu kết, năm gặp hung tinh kỵ mệnh chiếu, tuổi Canh Tuất nam mạng sinh năm 1970, ít đạp may mắn, công việc làm ăn trục trặc, thậm chí vướng vào kiện tụng, tranh chấp gây hao tổn sức lực và tiền bạc, tài lộc giảm sút, kinh doanh kém may mắn, hao tổn tiền tài, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, nhất là các bệnh về xương khớp hay liên quan đến mắt, vừa mệt mỏi lại tiêu hao nhiều tiền bạc để chữa trị. Xem tử vi tuổi Canh Tuất năm 2024, nữ mạng, theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao kế đô, dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô, để ám chỉ rằng kế đô là sao hạn nặng đối với nữ giới. Năm có sao này chiếu thì đương số thường kém may, hay gặp chuyện tranh chấp, thị phi, đau khổ, buồn rầu, lại dễ bị đau yếu, tai nạn, bệnh tật, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may, xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, hạn này chủ về vấn đề ngộ độc trong ăn uống, tai bay vạ gió trong lời nói. Ngoài ra nó cũng ví như cạm bẫy đang răng sẵn, nếu hành động chủ quan, tin người thái quá là bị lừa đảo khiến tiền mất tật mang. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu mệnh, nữ mạng Canh Tuất dễ gặp chuyện xui xẻo, làm ăn bất lợi, trục trặc trong các mối quan hệ, hợp tác, tiền bạc cũng hao tán nhiều, sức khỏe giảm sút mạnh, dễ bị đau yếu, tai nạn, bệnh tật, họa vô đơn chí. Ngoài ra cần chú trọng vấn đề ăn uống, đề phòng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, làm ăn cần tỉnh táo tránh bị dụ dỗ hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tuổi Canh Tuất có thể đeo mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương để cầu bình an, sức khỏe, may mắn trong năm 2024. Tuổi Tuất 1970 được Phật A-di-đà hộ mệnh, đeo mặt Phật A-di-đà bên mình để cầu Đức Phật soi tỏ, che chở bảo hộ, dẫn đường chỉ lối. Nam sinh năm 1970, mệnh kim, do đó nên chọn mặt Phật từ đá mắt hổ vàng nâu, tương sinh, hoặc má não trắng, tương hợp, sẽ rất tốt cho bản mệnh. Mùng 1 Tết âm lịch 2024, gia chủ nên xuất hành về hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần, các khung giờ hoàng đạo để khởi hành. Giờ Tý 23 đến 1 giờ, giờ Sửu 1 đến 3 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Ngọ 11 đến 13 giờ, giờ Mùi 13 đến 15 giờ, giờ Tuất 19 đến 21 giờ. Khai bút đầu xuân, khai xuân đầu năm, khai trương mở hàng là những phong tục đẹp trong truyền thống của người Việt. Đến ngày nay các mỹ tục này vẫn được duy trì với ý nghĩa cầu mong năm mới vạn sự như ý, triệu sự tốt lành. Khai bút đầu xuân thể hiện truyền thống hiếu học, mong cầu mở mang kiến thức, thi cử thuận lợi. Người đi làm xem ngày khai xuân để cầu công việc thành công, thuận buồm xuôi gió. Trong năm Giáp Thìn 2024, các ngày hoàng đạo,
mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng Giêng sẽ tốt cho việc tiến hành những phong tục trên. 2. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2024 như sau. Người tuổi Canh Tuất phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Người làm công ăn lương cần hạn chế xích mích với đồng nghiệp và lãnh đạo. Hãy chú ý cách hành xử, không nên cứng đầu, cứng cổ, không chịu phối hợp với mọi người xung quanh. Cô bác vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy cần chú ý học hỏi không ngừng thì mới tránh được sai lầm, tìm ra hướng phát triển đúng đắn. Với người làm kinh tế, hãy thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ, đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường mà không quan tâm đến tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân. Nếu không thì cô bác sẽ rất vất vả mà kết quả cuối cùng chưa chắc đã được như mong muốn. Nhiều áp lực đè nặng cô bác chớ nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người thân của mình. Người nhà có thể giúp cô bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa ra lời khuyên quý giá giúp cô bác khắc phục vấn đề. Xét về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tuất cũng không được khả quan, chủ yếu do cô bác phải chịu đựng quá nhiều áp lực do cuộc sống mang lại, công việc bận rộn, rắc rối xảy đến liên tiếp khiến cô bác thường phải gồng mình gánh chịu, thậm chí còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, vì thế mà cô bác thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Những căn bệnh vặt vãnh ập đến là điều không thể tránh khỏi. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên sắp xếp thời gian đi thăm khám, chớ để lâu mà bệnh tình ngày một trở nặng. Trên lĩnh vực tinh thần, nếu cảm thấy quá căng thẳng, suy nghĩ bi quan, cô bác cần tâm sự với người thân hoặc những người đáng tin cậy ngay lập tức, chớ một mình chịu đựng kẻo gây ra những hệ lụy không đáng có. Việc trò chuyện với mọi người xung quanh chắc chắn sẽ khiến cho cô bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, cần thận trọng khi đi lại, tránh gặp hỏa huyết quang, đặc biệt là phụ nữ tuổi Canh Tuất đang mang thai đi đứng lại càng phải giữ gìn tránh điều bất chắc. Về phương diện tài lộc, vận khí thăng trầm do thái tuế chi phối, cùng với suy thoái kinh tế, hơn ai hết người tuổi Canh Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng nhất những khó khăn về tài chính trong năm Giáp Thìn này. Cảm giác kiếm tiền khó khăn hơn, xoay vòng vốn kinh doanh liên tục bất lợi, thậm chí có doanh nghiệp phải đóng cửa. Theo đó, cần thận trọng và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh lối tiêu xài lãng phí, mù quáng, kẻo khi rắc rối xảy ra, đương số sẽ trắng tay, thậm chí phải rơi vào cảnh nợ nần. Với người làm công ăn lương, công việc khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo gây khó dễ khiến cho cô bác vất vả lắm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại khiến cô bác phạm phải sai lầm, phải tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Có thể thấy rằng năm này, cô bác làm việc cần hết sức cẩn thận để đảm bảo đồng lương của mình, hạn chế gây ra tổn thất. Trên thực tế, nếu cô bác chăm chút cho công việc của mình, không nề hà vất vả thì cuối năm công sức của cô bác sẽ được ghi nhận, các khoản thưởng nóng dù không dồi dào đi nữa thì cũng vẫn sẽ có. Với người làm kinh tế, các hung tinh đại hao, tuế phá liên tiếp xuất hiện báo trước cho cô bác những thách thức có thể gặp phải về vấn đề tiền bạc, sức cạnh tranh trong năm lớn. Thời buổi người khôn của khó, Canh Tuất làm gì cũng phải suy tính chu toàn, tích lũy đủ kiến thức chuyên môn để không bị kẻ xấu dắt mũi, lừa gạt tiền bạc. Hết sức thận trọng khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, mở rộng kinh doanh, đó có thể là cái bẫy được giăng sẵn, chỉ chờ cô bác bất cần nhảy vào mà thôi. Năm nay cô bác không cần phải quá vội vàng mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình, quan trọng là làm gì cũng phải chắc chắn, giữ chữ tín thì mới chinh phục được lòng tin của khách hàng. Còn nếu cô bác vội vã chạy theo xu thế của thị trường mà bỏ qua chất lượng thì sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh lỗ vốn, khách hàng quay lưng, thậm chí còn phải mang tiếng xấu. Tình hình sức khỏe suy giảm cũng sẽ tốn của cô bác một khoản tiền không nhỏ cho việc thăm khám, vì thế mà kể cả khi cầm tiền trong tay cô bác cũng cần chi tiêu tiết kiệm, chớ hoang phí cho những sở thích nhất thời hoặc những nhu cầu thiếu thực tế. Nếu không khi có chuyện cấp bách xảy ra cô bác sẽ không thể có đủ tiền xoay sở, thậm chí phải vay mượn người khác. Về phương diện sự nghiệp, so với năm 2023, vận trình sự nghiệp năm 2024 của người tuổi Canh Tuất kém sắc hơn hẳn, rất khó để tìm thấy vận may hay cơ hội tốt. Nhiều khi đương số cảm thấy thất vọng vì cho rằng mình đã bỏ nhiều công sức ra nhưng kết quả lại không được như ý. Năm này, dưới tác động của cục diện xung thái tuế, Canh Tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn hoặc trục trặc lên xuống. Các mối quan hệ xã giao không yên bình khiến cô bác dù hăng hái bắt tay và công việc cũng luôn phải nhận lại sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngầm của người khác. Vì thế, bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu có ai đã chân thành góp ý, dù nói lời mất lòng cũng hãy chú ý lắng nghe, đó có thể là người thật sự muốn tốt cho bạn, muốn trông thấy cô bác tiến bộ. Ngược lại,
Những kẻ nào cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt tiếp cận nịnh hót thì cần phải giữ khoảng cách nhất định, không thể dễ dàng tin theo lời đối phương. Đặc biệt, với người làm lãnh đạo, nếu cô bác không giữ được đầu óc tỉnh táo thì rất dễ đưa ra những quyết sách sai lầm vì tin theo đối phương. Ngoài ra, mệnh chủ khó đạt được bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp còn là do chịu tác động tiêu cực của thiên quan. Bản mệnh và lãnh đạo thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, nhiều khi nóng giận quá mức cô bác còn nói lời khó nghe, gây mất lòng đối phương. Khi quan hệ đôi bên không hòa hợp thì cấp trên khó có thể giao cho cô bác cơ hội khẳng định bản thân, thậm chí không tìm cớ gây khó dễ đã là tốt lắm rồi. Sao Thiên Hư khuyên cô bác tốt nhất không nên đắm chìm quá lâu trong những thất bại hoặc những điều không như ý. Như vậy thì cô bác sẽ chỉ ngày một buồn chán, thất vọng, thụt lùi so với mọi người xung quanh mà thôi. Về phương diện tình duyên, gia đạo. May mắn là cục diện ngũ hành tương sinh lưu niên sẽ đem lại điểm sáng cho người tuổi Canh Tuất trên phương diện tình cảm. Dù phải đối diện với sóng to gió lớn ngoài xã hội, thì may mắn là khi về nhà cô bác vẫn nhận được sự động viên, an ủi của mọi người xung quanh. Nhờ thế mà cô bác cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí và nguồn năng lượng. Với người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp, cô bác nhận được sự thấu hiểu và quan tâm của người ấy. Thậm chí có những khi cô bác không cần phải nói đối phương cũng có thể đoán được cô bác mong muốn điều gì. Vì thế cô bác luôn cảm thấy mình đắm chìm trong hạnh phúc. Gia đình chính là tổ ấm cô bác mong muốn được quay trở về sau những giờ làm việc vất vả. Năm nay có thể thấy rằng áp lực công việc và tài chính tăng lên rõ rệt, cô bác nên tâm sự và san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình để có thể được nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương là người ngoài cuộc nên có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà cô bác bỏ qua, đưa ra cho cô bác những lời khuyên hữu ích. Với người còn độc thân năm nay, cô bác có cơ hội nên duyên với một ai đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn. Nếu cô bác tự tin, chủ động, chịu mở lòng với mọi người thì rất có thể sẽ gặp được một ai đó phù hợp trong hoàn cảnh bất ngờ. Còn ngược lại, nếu cô bác chỉ thích sống trong thế giới riêng, không quan tâm đến việc giao lưu kết bạn, thì một nửa còn thiếu của cô bác sẽ rất khó xuất hiện. Cho dù cô bác có được người thân quen giới thiệu đi nữa, thì đó cũng sẽ chỉ là những buổi gặp gỡ ở thoáng qua. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Canh Tuất 1970 trong năm 2024 như sau. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Xuất hiện quý nhân hỗ trợ vấn đề về công việc hoặc tiền bạc, đầu năm chi tiêu vẫn khá thoải mái, có người mang mối nhân duyên cát lành tới hãy chủ động nắm bắt. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Có lộc kinh doanh, buôn bán nhưng không quá lớn, có sự hỗ trợ từ phía người thân, gia đình nên tháo gỡ một vài khó khăn tài chính. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Đi lại cẩn trọng kẻo gặp tai nạn xe cộ, đề phòng bị mất trộm đồ đạc quý giá, xuất hành xa bất lợi, có thể bị nhỡ tàu xe hoặc sự cố bất ngờ khiến hành trình lỡ dở hoặc tốn kém tiền bạc. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Đảm đương nhiều việc cùng lúc nhưng khó đạt kết quả vẹn toàn, tài khí có tăng, có thể có nguồn thu phụ nho nhỏ, đủ để lo toan cuộc sống. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Có quý nhân từ phương xa trợ giúp, đi xa có lợi, có thể thay đổi vị trí công việc tốt hơn, có bệnh gặp đúng thầy đúng thuốc nên nhanh khỏi. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Cơ thể suy nhược, có thể mắc trọng bệnh khiến hao tán không ít tiền của, hạn chế đi lại đường sông nước kẻo gặp nạn bất ngờ, đề phòng hỏa hoạn trong nhà. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Sức khỏe giảm sút, đề phòng các chứng bệnh về đường hô hấp, chuyện tình cảm tiến triển tốt, tuy nhiên tiền bạc lại bất ổn, có thể phải lâm cảnh vay mượn. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Có lộc trong kinh doanh, buôn bán, có dấu hiệu tăng lương hoặc tăng thu nhập, tuy nhiên còn chưa mạnh, có bệnh vái tứ phương, thành ra tiền bạc tốn kém. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Gia đạo trục trặc, xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, có điềm báo thị phi, tiểu nhân quấy phá hoặc họa lao ngục, hết sức cẩn trọng khi ký kết giấy tờ làm ăn. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Của đi thay người, mất chút tiền của nhưng còn giữ được mình, có điểm bất lợi khi đi xa, thận trọng với chính người xung quanh mình kẻo sẽ vướng vào rắc rối lừa đảo. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Công việc nhiều và áp lực nhưng có quý nhân hỗ trợ, kết quả đạt được cũng tương đối, đi đứng cẩn thận, tránh va quyệt xe cộ. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng tiêu pha cũng lắm, thêm nguồn thu phụ từ các việc ngoài luồng,
hoặc đầu tư kinh doanh, căng thẳng công việc khiến sức khỏe giảm sút, khó tránh tình trạng đau nửa đầu hoặc mất ngủ. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Canh Tuất 1970 trong năm 2024. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024 với năm mạng Canh Tuất. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa suy xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lóa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy đối với nữ mệnh Canh Tuất. Đồ phong thủy. Sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ghi, có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh dần già tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Vừa rồi chúng ta đã đến với phần tổng quan chung của tuổi Canh Tuất 1970. Vậy xét riêng về nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 này sẽ ra sao? Xin mời quý anh chị cô bác cùng theo dõi phần luận giải dưới đây nhé. Đối với nam mạng, dựa vào những yếu tố phân tích phía trên có thể nhận định rằng 2024 là năm nhiều khó khăn, vất vả và áp lực đối với người tuổi Canh Tuất nam mạng sinh năm 1970. Hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Trong năm công việc làm đa phần tự do bản mệnh cáng đáng, không nhận được sự hỗ trợ từ người thân hoặc bạn bè, có thời điểm làm ăn gặp trục trặc, thậm chí vướng vào kiện tụng, tranh chấp, gây hao tổn sức lực và tiền bạc. Người làm công ăn lương cần hạn chế xích mích với đồng nghiệp và lãnh đạo, hãy chú ý cách hành xử, không nên cứng đầu, cứng cổ, không chịu phối hợp với mọi người xung quanh. Cô bác vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy cần chú ý học hỏi không ngừng thì mới tránh được sai lầm, tìm ra hướng phát triển đúng đắn. Với người làm kinh tế, hãy thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ, đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường mà không quan tâm đến tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân, nếu không thì cô bác sẽ rất vất vả mà kết quả cuối cùng chưa chắc đã được như mong muốn. Về tài lộc, năm này tiền bạc kém may mắn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi,
tiền vào túi đã khó lại dễ bị hao tán, một năm đủ ăn cũng đã tốt rồi. Gia đạo nhìn chung không xảy ra vấn đề nào nghiêm trọng, nhưng mâu thuẫn nhỏ thường ngày vẫn khó tránh, trong năm có nhiều áp lực đè nặng. Đương số không nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người thân của mình, người nhà có thể giúp cô bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa ra lời khuyên quý giá giúp cô bác khắc phục vấn đề. Sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề nhất là các bệnh về xương khớp hay liên quan đến mắt, vừa mệt mỏi lại tiêu hao nhiều tiền bạc để chữa trị. Đối với nữ mạng, nhận định cuối cùng về tử vi năm 2024 tuổi Canh Tuất nữ mạng như sau: đây là năm khó khăn, vất vả và kém may mắn với đương số. Năm này duy trì mọi thứ ở mức bình ổn là tốt nhất, không mong cầu gì nhiều hơn. Trong năm công việc làm ăn bất lợi, trục trặc trong các mối quan hệ hợp tác có thể vướng tranh chấp kiện tụng, gây hao tốn nhiều tiền của người làm công ăn lương, cần hạn chế xích mích với đồng nghiệp và lãnh đạo. Hãy chú ý cách hành xử, không nên cứng đầu, cứng cổ, không chịu phối hợp với mọi người xung quanh. Cô bác vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy cần chú ý học hỏi không ngừng thì mới tránh được sai lầm, tìm ra hướng phát triển đúng đắn. Với người làm kinh tế, hãy thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ, đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường mà không quan tâm đến tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân. Nếu không thì cô bác sẽ rất vất vả mà kết quả cuối cùng chưa chắc đã được như mong muốn. Về tài lộc, năm này tiền bạc kém may mắn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, tiền vào túi đã khó lại dễ bị hao tán. Một năm đủ ăn cũng đã tốt rồi, làm ăn cần tỉnh táo tránh bị dụ dỗ hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Gia đạo nhìn chung không xảy ra vấn đề nào nghiêm trọng, nhưng mâu thuẫn nhỏ thường ngày vẫn khó tránh, trong năm có nhiều áp lực đè nặng, đương số không nên giấu trong lòng, mà hãy tâm sự với người thân của mình, người nhà có thể giúp cô bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa ra lời khuyên quý giá giúp cô bác khắc phục vấn đề. Sức khỏe giảm sút mạnh, dễ bị đau yếu, tai nạn, bệnh tật, họa vô đơn chí, ngoài ra cần chú trọng vấn đề ăn uống, đề phòng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Thưa quý vị, học ba cảnh giới lớn nhất này sẽ thọ ích cả đời, cuộc sống toàn màu hồng tươi đẹp, ba cảnh giới lớn nhất của nhân sinh: thiện tâm, khoan dung và từ bi. Người có lòng khoan dung rộng lớn thường tự do tự tại, ung dung du nhàn, đi đâu, làm gì, gặp người nào, việc gì cũng thuận theo cơ duyên thì đều có thể hài hòa viên mãn. Khoan dung là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời vạn vật. Lời Phật dạy về ba cảnh giới lớn nhất: lòng từ bi có thể bao dung đất trời vạn vật, dung hợp vạn vật, như mùa xuân tốt tươi vạn vật. Con người vốn có bản tính thiện, người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn, người khéo nhẫn nhịn sẽ từ vẻ bề ngoài cho đến nội tâm đều nhẫn chịu một cách vui vẻ, tức là biết khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình, người khéo khoan dung sẽ khoan dung với mọi vật, mọi sự, mọi người, lòng như biển cả nhận nước từ trăm sông, lòng như đất trời xuân tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi. Người thường nuôi dưỡng tâm thiện thì có được lòng khoan dung, vui vẻ sống trên đời, đối nhân xử thế đều trọn vẹn, cho nên người người đều vui vẻ kính trọng. Người tu luyện tu cái tâm thiện thì sẽ tu xuất ra tâm từ bi, nhìn chúng sinh đều khổ mà sinh lòng thương xót cứu giúp, cho nên người người đều sùng kính và ngưỡng vọng. Khoan dung là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời vạn vật. Phật gia giảng, đại ý rằng lòng từ bi có thể bao dung đất trời vạn vật, dung hợp vạn vật như mùa xuân tốt tươi. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Canh Tuất trong năm Giáp Thìn 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện, từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Chúc quý cô bác Canh Tuất năm mới vạn sự cát lành. Xin cảm ơn.